Xin chào các bác nhé. Trong buổi chiều của ngày hôm nay thì hiện tại thì anh em chúng em cũng đã đóng xong một số những cái combo để gửi cho các bác và anh em trong buổi chiều ngày hôm nay đây. Ngày hôm nay thì 4 combo được đóng gửi đi cho các bác và anh em. Đấy, và có 4 combo. Hôm nay cũng 4 combo lên đường đi lắp rồi. 2 combo B12, 1 combo loa G4000, 1 combo loa G6000. Thì ở những cái video về chuyến hành trình đi lắp của anh em Hoàng Long thì sẽ lên clip sau gửi đến các bác và anh em nhé, để chúng ta tham khảo cái chất âm cũng như là tham khảo cái không gian gia đình để lựa chọn mua nó đúng đắn hơn. Đó. Vừa rồi thì anh em Hoàng Long đã cho những cái combo lên xe của bên Viettel để vận chuyển đến tận nhà cho các bác và anh em nhé. Các bác và anh em khi mà chúng ta nhận hàng thì hãy kiểm tra kỹ càng, test chất âm các kiểu, sau đó mới thanh toán. Và các bác anh em nếu mà đang ở xa mà muốn tìm cho gia đình nhà mình những bộ dàn âm thanh thì cũng có thể liên hệ ngay với bên em qua hai số hotline trên màn hình, hoặc là để lại số điện thoại thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác và anh em nhé. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo.